Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trao đổi với các bạn về một chủ đề, đó là xoay quanh vấn đề phẫu thuật thoát vị địa đệm. Thì ngày nay thì có một bộ phận người bệnh đang cho rằng bác sĩ đang lạm dụng phẫu thuật, bởi vì bệnh nhân đến thì lập tức là chỉ định phẫu thuật. Cái này thì nó xuất phát từ việc các bạn chưa hiểu hết được cái vấn đề. Lĩnh vực phẫu thuật thần kinh là một lĩnh vực cực kỳ chuyên sâu, thành ra chỉ định chắc chắn là không thể chỉ định một cách lạm dụng bừa bãi được. Thứ hai nữa là do y học của Việt Nam thì đang ngày càng phát triển, chúng ta có các cái phương tiện thiết bị mới, chúng ta các bác sĩ được đào tạo chuyên sâu hơn, rồi lại được cập nhật với các kiến thức, giao lưu với các kiến thức với lại y học của toàn thế giới, thành ra là cái lĩnh vực phẫu thuật thần kinh đang ngày càng phát triển. Đồng thời là gì, bản chất là cái giai đoạn bạn đến là nó giai đoạn nặng, có nhiều người thì lúc nhẹ thì chúng ta tự điều trị, tự mua thuốc, tự dán tại chỗ, rồi nghe người này nghe người kia, tìm các cái bài thuốc trên mạng. Đấy, thành ra là khi các bạn đến, các bạn được kiểm tra chụp chiếu và đánh giá thì các bạn đã ở giai đoạn nặng và có chỉ định mổ, chứ không phải là gì vừa đến thì là bác sĩ đã chỉ định mổ, như thế là lạm dụng. Mà mấu chốt là vấn đề ở cái tình trạng của bạn. Đấy, khi mà có chỉ định mổ thì sẽ tiến hành mổ. Với cái chỉ định thứ nhất này thì các bạn phải điều trị nội khoa một cách tích cực, bao gồm gì, như trong clip trước mình đã nói, đó là gì, dùng thuốc, rồi là tập thay đổi chế độ sinh hoạt, tập luyện, chế độ vận động, lao động thể thao, rồi là kết hợp với lại vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Đấy. Còn cái mốc thời gian 6 tuần thì nó có tính tương đối, nó tùy thuộc vào cái giai đoạn mà bạn đến cũng như là cái đáp ứng của bạn trong cái quá trình điều trị để mình có cái phương án. Thì khi mà các cái phương án điều trị nội khoa mà nó không đáp ứng thì chúng ta phải tính đến phương án phẫu thuật. Bởi vì so với lại các cái phương án điều trị kia thì là điều trị nội khoa là chúng ta gì sẽ tạo mọi các yếu tố thuận lợi để giúp cho cái quá trình mà cơ thể mình cùng với lại cái phần cơ quan nó là địa đệm nó sẽ tự nó phục hồi, tái tạo. Đấy. Thì phẫu thuật nó là một cái can thiệp mà nó có tính đột phá và tính triệt để cao hơn. Tức là mình tác động trực tiếp vào đấy, mình cái phần thoát vị mà nó bị đẩy ra ấy, thì chúng ta sẽ giải quyết nó đi, thì nó sẽ giúp giải quyết cái nguyên nhân gây đau. Thì lúc đấy chúng ta tính đến phẫu thuật để giúp bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống một cái chất lượng hơn. Bởi vì rất nhiều trường hợp đến là gì, vì cái tình trạng bệnh thoát vị đĩa đệm này mà chỉ có thể nằm một chỗ hoặc là không làm ăn được gì cả, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến kinh tế rất là khó khăn. Thì tuy là cái chi phí cho cái thoát vị đĩa đệm tương đối cao, tuy nhiên là mất một cục rồi mình khỏe mạnh, có thể dần dần mình trở lại mình làm, mình kiếm tiền lại. Cái chỉ định thứ hai trong một số trường hợp mà bạn có thể đến trường hợp cấp tính, ví dụ như là sau một cái vận động mạnh hoặc là sau các cái chấn thương thì nó có các cái biểu hiện về chèn ép thần kinh cấp tính, ví dụ như là rối loạn cơ tròn hoặc là yếu liệt hai chân, thì sẽ tính đến phương án phẫu thuật để giúp cải thiện được cái chèn ép nó sớm hơn. Đấy. Đặc biệt là các cái trường hợp mà thoát vị có khi chụp lên có thoát vị di trú. Thoát vị di trú tức là cái mảnh thoát vị nó gần như là tách rời so với lại cái phần nhân địa đệm chính, nó khiến nó tạo thành cái dị vật. Và gì nó là dị vật nên là cái tác động bên ngoài cơ thể, ví dụ như là nắn chỉnh hay là xoa bóp bấm huyệt chiếu đèn, thì nó không thể tác động đến một cái thành phần nó nhỏ và nó di chuyển như thế được. Để phẫu thuật thì đó được đặt ra. Đấy. Về câu hỏi đó là vấn đề tiếp theo đó chính là một số trường hợp thì phẫu thuật xong các bạn sẽ thấy nó đáp ứng rất là nhanh, các bạn nhanh chóng trở lại cuộc sống. Tuy nhiên là có một số trường hợp thì lại rất là lâu. Vậy vấn đề là ở đâu? Vấn đề chính là thứ nhất là phải liên quan đến chính cái tình trạng của bạn trước khi phẫu thuật. Thì có những bạn để lâu quá không phẫu thuật thì cái phần thoát vị địa đệm ấy chèn vào dây thần kinh, khiến cho cái dây thần kinh nó tổn thương không hồi phục hoặc là hồi phục chậm. Vì thế khi mà chúng ta đã cắt được cái nguyên nhân đi, tức là lấy được cái phần thoát vị chèn ấy đi, tuy nhiên là gì, cái phần thần kinh mà đã bị tổn thương đó nó không chưa hồi phục ngay được. Chúng ta mổ để giải quyết nó đi, để khiến nó không nặng lên,
Còn cái việc mà nó phục hồi như thế nào ấy thì tùy thuộc vào bạn đến sớm hay muộn. Nếu mà đến sớm thì tổn thương được giải phóng sớm thì nó sẽ hồi phục nhanh hơn. Thường là sẽ hồi phục mạnh nhất trong khoảng 2 đến 3 tháng đầu. Đấy thì các bạn có thể nhiều bạn có thể quay trở lại cuộc sống bình thường được. Đấy, tính ra là không phải là cứ phẫu thuật xong là xong. Phẫu thuật xong vẫn có nguy cơ tái phát. Đấy, bởi vì như mình phân tích thì là phẫu thuật, đây các bạn xem video có thể thấy là gì, phẫu thuật là chúng ta can thiệp vào, chúng ta lấy đi cái thằng mà nó đang bị xê dịch khỏi cái vị trí của nó, hoặc là nếu mà nó nặng quá chúng ta thay thế nó. Vì thế đưa chúng ta cơ thể chúng ta về một trạng thái cân bằng mới. Và trạng thái cân bằng mới thì tất nhiên so với trạng thái mà chúng ta ở cái giai đoạn thanh niên thì chắc chắn là vẫn yếu hơn. Vì thế nếu bạn vẫn tiếp tục chế độ vận động như thế, vẫn công việc đó, ví dụ như là bốc vác nặng đấy, vẫn ngồi lâu vân vân văn phòng đấy, vẫn cái môn thể thao mà các bạn đang chơi thì có nguy cơ bị lại là có đấy. Chính vì thế là chúng ta sau khi phẫu thuật chúng ta cũng phải giữ đấy. Bây giờ là cái thời đại mở rồi, các bạn cũng không phải là những người bệnh mà chỉ biết răm rắp nghe theo bác sĩ. Các bạn có những cái kiến thức của riêng mình, cũng trang bị, cũng tìm hiểu để có những cái kiến thức nhất định về tình trạng bệnh của mình. Và điều đó có thể là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp bạn hỗ trợ phối hợp với bác sĩ hơn, nhưng cũng có thể là gì giúp bạn khiến cho bạn không nghe theo lời của bác sĩ. Đấy. Thành ra là hãy cần phải tỉnh táo và minh mẫn trong những cái quyết định đưa ra của mình. Và để thực hiện điều đó thì các bạn hãy tìm hiểu được những nguồn thông tin chính thống, hãy trang bị cho mình một cái lượng kiến thức nhất định và hiểu được bản chất của bệnh, là chúng ta nên có sự hỗ trợ của những cái công cụ. Bây giờ những cái máy chụp hiện đại rất là tốt, giúp cho bạn đấy, chính bạn bản thân bạn là có một cái nhìn trực tiếp vào cái tình trạng bệnh của mình luôn. Đấy là cái khách quan. Khi bạn đã có một cái đủ một cái sự thông thái nhất định thì giúp cho bạn có những quyết định sáng suốt và tránh được cái việc nghe đông nghe tây, rồi là nghe các cái bài thuốc trên mạng khiến cho bạn tiền mất tật mang. Bởi vì có một câu mà mình luôn ghi nhớ khi thầy giảng, đó chính là gì, điều trị người bệnh chứ không phải điều trị bệnh. Nếu là cái điều trị bệnh đấy thì tôi cứ có phác đồ như thế, tôi cứ thế điều trị ai cũng thế thôi, nhưng không, mỗi người sẽ đến ở một cái giai đoạn khác nhau, mỗi người sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau. Mình cần phải nắm được một cách tổng quát nhất về bệnh đó và đối chiếu áp dụng vào từng ca. Cần phải có sự trao đổi thật kỹ giữa người bệnh và bác sĩ, từ đó chúng ta có một cái phương án tốt nhất cho bệnh nhân. Hy vọng là những cái kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp các bạn có thể tự mình đưa ra một cái quyết định về cái phác đồ điều trị của mình, cũng như là quyết định có phẫu thuật thoát vị đĩa đệm hay không. Chúc các bạn sớm bình phục. Xin chào.